Caffeny đó với ấy khẩu súng 6 nòng trên tay, chắc chắn là một vị tướng xạ thủ rồi. Mình thử bắn thường phát này, rất đặc biệt anh em ơi. Về súng 6 nòng xả đạn liên tục. Đam mặc dù là bé nhưng mà là bắn liên tục và vừa đi vừa bắn. Đây là cái điều rất đặc biệt của xạ thủ, chưa xạ thủ nào làm được là vừa đi vừa bắn đâu nha. Đấy các bạn thấy chưa? Bắn rất nhanh, rất nhiều đạn. Và đặc biệt khi các bạn kích hoạt trường 1 lên. Đấy, khi kích hoạt trường 1 lên thì mình sẽ có một khẩu súng nó khác biệt rất là nhiều. Wow, wow. Bắn rất uy lực, như kiểu là đại bác. Nhưng mà đây là súng laser. Tầm bắn có vẻ là cũng xa hơn anh em ơi. Ở tầm bắn xa hơn mà đạn lại uy lực hơn. Bùm, đó. Uầy, đam sẽ to hơn rất là nhiều anh em ơi. Khi mình lâng chiều 1 lên mắt là mình sẽ lâng chiều 1 lên mắt nha, xem đam nó to hơn hay không nha. Rồi. Ủa, 200 đam này. Mà bắn nhanh như thế này có chưa có đồ nha. Kích hoạt chưa một nên là đổi súng này. Ui, 700 đam anh em ơi. Ê luôn, mình thử lên những đồ tốc đánh xem cái sự khác biệt nó như thế nào nha. Đây mình đang test thử nghiệm thôi anh em ơi. Rồi, đàm to như thế này còn chí mạng ở cái phát bắn của chương 1 nữa chứ. Ấn tượng kia anh em ơi. Ui, ôm mai chuối, kinh khủng thật anh em ơi. Mình chuyển sang cái chế độ 6 lòng nha. Chí mạng liên tục toàn 600 thôi anh em ơi. Bắn nhanh kinh khủng luôn ý. Con này kết hợp với kiếm pha ly thì rất là tuyệt vời. Khi mà các bạn bắn theo kiểu này này. Đấy. Bắn theo cái kiểu là súng 6 lòng này. Rất là phê. Chiêu 2. Tăng tốc chạy anh em ơi. Wow, con này có hai trạng thái kỹ năng khác nhau. Chiêu 2 này. Lướt đi. Nếu khi bạn cầm súng khác nhau thì sẽ có những trạng thái khác nhau nha. Ở kỹ năng 2 nha. Mình sẽ hiểu siêu đi thấy các bạn thấy đây. Thì hồi siêu đi nha. Khi cầm súng nhỏ thì chiêu 2 tăng tốc chạy. Đấy. Đấy, súng 6 lòng là chiêu 2 tăng tốc chạy nha. Anh em ơi, tuyệt vời. Súng 6 lòng tiêu 2 tăng tốc chạy. Súng to chiêu 2 rớt đi. Đấy. Uầy. Bắn đam như thế này thì anh ma lốc xem nào. Uầy. Wow, tuyệt vời anh em ơi. Còn chiêu cuối khi ở trạng thái 6 lòng này. Trạng thái súng to này. Uầy, cái gì vậy? Thề luôn anh em ơi. Thế này là tướng địch làm sao mà né được. Trong giao tranh tổng thì cứ đứng xa mà vừa đi vừa bắn cơ. Con này kết nhất là vừa đi vừa bắn. Như kiểu chúng ta đang chơi cái trò gì nhở? Cho bắn trứng kiểu kiểu anh em ơi. Đấy. Rất là phê. Đam chiêu cuối nó trên diện rộng rất là lớn.
Ôi thôi chạy 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 chạy. Ờ, có vẻ đam chiêu cuối là không được to cho lắm. Lửa cây máu của Malok thôi. Nhưng mà bắn thường ở 65.000 nó đạn nó dồn đam siêu tốn thôi rồi. Các bạn nhìn thấy đam mà các bạn nhìn không biết là đam gì luôn. Kinh khủng thật. Ok. Và khi chuyển sang cái trạng thái 65 lại bắn rất là phê nha. Ở trước cuối thì nó không thay đổi anh em ơi. Khi ở 6 lòng và khi ở cái súng laser thì nó cũng không thay đổi. Ở cái bộ kỹ năng của vị tướng này chưa được việt hóa đâu. Đây các bạn thấy đây. Cái nội tạng thì mình cũng chưa rõ là như thế nào. Nội tạng nó cộng dồn anh em ơi. Hình như là mình bắn liên tiếp mình được cộng dồn này. Như vậy khi ở cái trạng thái 6 lòng thì chắc cộng dồn 10 điểm siêu nhanh rồi. Thì bắn liên tiếp mà. Đấy, 10 điểm. Xong chuyển sang cái trạng thái súng to này. Ui. Ui. Tôi cảm thấy rất là phê, một vị tướng mới rất là mạnh. Nếu mà anh em nào chơi Liên Minh Huyền Thoại thì chắc là biết phong cách tướng này rất là giống Jin X. Đấy, vừa bắn vừa chạy nó mới phê. Mình rất là kết vị tướng này nha anh em ơi. Một xạ thủ vừa bắn vừa chạy. Mặc dù không có khả năng khống chế, nhưng lại có khả năng tăng tốc chạy, khả năng lướt đi khi các bạn đổi súng. Thế này các bạn sẽ có hai lần cơ động. Đây, ví dụ đầu tiên là mình lướt đi này, mình bắn này. Đấy. Xong mình lại đổi chiêu một trong tiếp tục lại lướt đi. Đó. Chạy này. Đấy. Lướt và chạy có hai chiêu. Đấy, tuyệt vời không em ơi. Chiêu cuối thì phê đừng hỏi rồi. Cái tầm đạn nó rất là xa nha. Mình đứng tít xa này em ơi. Cái này có thể trong giao tranh rồi, ký áp trụ rồi các kiểu vân vân và vân vân. Cướp bùa, cướp rồng, cướp tà thần. Cứ đứng trên mình xả đam xuống thôi. Vừa bắn vừa chạy là nó cái điều mà xạ thủ chúng ta rất cần. Không cần phải hit run này. Chạy một sát xong bắn một phát rồi chạy xong bắn đâu, cứ vừa chạy vừa bắn như thế này này anh em ơi. Nó rất là EZ. Nó sướng ở điểm đấy nha. Ở cái chiêu này hiện tại vẫn đang còn lỗi này. Chưa xoay chiêu được. Đấy, xoay đi thì bị mất. Vì tướng đang trong quá trình trải nghiệm mà anh em ơi. Một vị tướng vô cùng mạnh với tên Kefeni. Còn dễ thương nữa chứ, phong cách học sinh. Lữ sinh cấp 3. Mình thử lên đồ chuẩn cho nó xem nó mạnh không nha. Con này vị tướng không ảnh hưởng đến tốc độ đánh nha, hình như là không cần lên đồ tốc đánh đâu. Như vậy đã full đồ rồi thì cho em bắn Malok này. Như vậy phải có đồ chí mạng bắn mới sướng hơn anh em ơi. Cảm nhận là có đồ chí mạng bắn sướng hơn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay. Ứng dụng có tên là Hubo. Sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn leo rank của mình nhé.
cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện, còn chờ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào! Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,